Con biết đường đâu mà lần luôn. Điện máy nó hiện lên cái tâm hút theo. Ủa nó giàu ta. Ê, ê, con mi, con mi, con mi, con mi, con mi, cứu con mi, chạy, 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 chạy. Chào tất cả mọi người, mình là Bami. Ok, hello, xin chào mọi người, mình là Nga. Thì hôm nay mình và Bami sẽ chơi Roblox Hotel Trip. Thì trong game này mình và Bami sẽ đi du lịch đi du lịch tới thành phố Roloxia. Đó. Hiện tại ở đây. Thứ hai mình sẽ lên trên chiếc xe buýt này ha, đi. Đi cô, let's go. Yeah. Khoan vô. Phui rồi. Phui rồi, có biết phui mà. Rồi vô Bami chiếc này vô được rồi nè. Vô. Ok. Đấy, trời đất ơi. Ủa tài xế đâu? Ủa sao không thấy tài xế? Tài xế hả? Thôi để tao lên tao ngồi cho. Vãi. Gì? À, ok tao ngồi chung với anh da đen rồi nè. Da đen mà còn nhỏ con, đầu bự. Thấy anh da đen có tóc luôn mà. Da đen mà đầu bự nữa chứ không tin luôn. Đầu bự mà có tóc rồi chứ. Ok, vô trận thôi. Ủa sao đá ra lại chỗ này vậy? Ở trời đất ơi, nó lắc rồi thiệt tình chứ. Đó, lâu lắm rồi mới có được chuyến đi tham quan thành phố Roloxia. Hiện tại bây giờ xe nó đã chở đám tụi mình lên tới khách sạn rồi. Rồi, đó. Wow, ơi mày khách sạn này bự ghê luôn á. Ừ, khách sạn này có là khách sạn của Roloxia nha, còn tên gì thì không biết luôn á. Thôi để mình qua bên hông mình coi khách sạn này tên gì. Ồ nó có tấm bảng, tưởng nó có tên ai ngờ nó không để tên. Ê, Bami khách sạn No Name á. No Name hả? Ờ. Ồ. No Name là không tên á. Tên luôn ghê chứ. Ý. Ok, trời trong sảnh này nó đúng rộng luôn mày. Có ghế salon sofa đó nè. Ê ba mày sai trái của mày, cái khách sạn thì bự mà cái chỗ chết cái chỗ mà của reception nó có chút xíu. Chỗ chết in nhỏ xíu mọi người, nó nhỏ hơn hai con thang, nhìn hai con thang mọi người nhìn nha. Đó mình đứng đây mọi người nhìn nguyên cái dàn sofa với là hai con thang là không có thấy luôn cái ngoài chết in luôn á. Thì cần đúng bèo luôn. Mày tôi nhớ mấy khách sạn sang trọng á, bự bự vậy nó thường nó mở đèn sáng lắm mà sao đây nó thui vậy. Bởi vì tiết kiệm quá đáng mà thiệt tình. Lớn lớn mà, từ thường mấy khách sạn sang trọng là mở đèn sáng lắm. Ok, nó check in xong rồi kìa, lên hàng máy cô, let's go. Thang máy nhận phòng mọi người ơi. Đó. Đứng đi thang máy chung với gái nè, thấy không? Mày không gì mà đứng sát không giữ được kìa. Ai biết. Ủa, nó hùng ngông không có diễn viên mọi người. Trời ơi, đi thang máy thật sự luôn kìa, wow. Ủa cái gì xa trái vậy đây, để nó đi phải có cái cửa che lại chứ, để đi em có đụng chân chúng sao. Tao cũng thấy nó hơi đậu phóng mất điện. Trời, cái thang máy đang đi lửng mày zoom ra ngoài mày nhìn mất cửa nó ra. Cái này hả? Cả đôi. Ôi ơi. Rồi Bami bị bắt rồi, Bami ơi. Sao tao bị bắt rồi? Ủa tao đang ở đâu vậy? Trong cái phòng nào nè? Ê đợi xíu. Cứu tao. Cứu tao má, tao đâu có biết mày đang ở đâu đâu mà cứu. Cái cửa luôn rồi, tao không có ra được. Á. À. Hổ hồn cứng lắc chứ. Ôi, thang máy chỗ này nó bị hư rồi mọi người ơi, nhìn gớm quá. Thang bây giờ mình phải đi tìm bằng Bami mới được. Bami ơi, mày đang ở đâu vậy? Trong một cái phòng nó có một cái bàn với lại cái giường, một cái tủ với là một cái ghế ngồi á. Ở đây có cái công tắc gì nè, tao thấy ở phòng đầu tiên có cái công tắc nè. Where are you? À, hình như mày đang ở tầng dưới phải không? Tao không biết mày, tao tìm hết 5 phòng tao không thấy mày luôn á. Tao đang ở phòng chắc lầu 3 hay gì á, tao nhìn xuống dưới tao thấy có cái hàng rào nè. Đậu phộng hàng rào nữa hả? Khó gì trời. Tao đang ngồi tao xây nước tao chờ mày nè. Có nghĩa là mày đang ở trong cái tủ hay mày đang ở đâu vậy? À, tao đang ở trong cái phòng, có cái tủ với là cái tao nhìn ra ngoài được cái gì nè. Tao đang ở lầu mày có thấy ai không? Mày có thấy ai không? À, từng chợt rồi lên tới lầu 1 là tao á, từng chợt tới lầu 1 là tao á. Chùi cho mày đi đâu mà xa dữ vậy ba? Có người kiếm tao được nè. Ok. Hello. Tên quá. Trời ơi mừng quá thật tình luôn á. Cái không tao không biết đứa nào giấu mày xa dữ vậy trời. Trước khi đi ngủ coi sẽ kể cho bạn một câu chuyện khá là xa xưa về một người đàn ông bị điên đã từng sống ở đây. Hả? Ủa, có ai bị điên sống đây luôn hả? Có một số người sẽ biết về hắn, tên của nó là Zondo. À Zondo, thằng này có biết nè, thằng này là hacker mà hôm trước từng làm mưa làm gió trên Roblox nè, bị hù mấy lần nè. Có luôn hả? Zondo. Ôi nó giết, ôi nó là murder, nó đã giết rất là nhiều người. Quá, theo người dân địa phương ở đây thì hắn vẫn còn sống ở đây. Ủa thì không vậy, nó còn sống hả? Nó còn sống ở đây luôn hả?
tao chả biết cà đậu phộng chết chứ đêm thằng này nó biết đùa ghê luôn á. Hà luôn là du lịch mà nên là ổng hay pha trọt vậy. Ê, cái này đùa không vui nha, ai chơi cúp điện vậy? Chơi mà chơi cúp điện trời tao đùa đùa này là không có chơi nào phải tí nào cười vậy. Ba Mi mày cười hả Ba Mi? Quỷ Ba Mi cười nè chắc luôn nè. Ôi ôi ôi. Ok đi bật đèn lên, đi bật đèn lên. Hồi nãy còn nhớ. Ủa đứa nào bật nhanh vậy? Bật nước nhanh luôn. Ơ hồn. Chúng ta không có sự lựa chọn nào khác nữa. Thì bây giờ mình nghĩ là nên ngủ ở đây thôi. Ê. Lại tắt điện. Chà đậu phộng. Ê sao tao mới chung giường mà. Chung phòng nữa chứ không có luôn á. Kìa tối ngủ mà đừng có ba làm thò tao bậy bạ Simulator nha. Không tao không có sợ đi đó, tao chỉ sợ mày thả cái bơm xong mày bỏ chạy. Thả bơm là mày mà. Ủa cái nhớ mày mà, mày đã đánh bơm, rồi có đánh bơm mà chết chùm nữa chứ. Ra là hồi xưa đi học nó có bị danh là đánh bom liều chết rồi mọi người. Ê Ba Mi nó kêu là cố gắng sống sót cái tối mà con biết sống sót kiểu gì đây nữa. Đi ra ngoài đi vòng vòng người đi ba, ở trong phòng mình ghê quá. Ồ ở đây có một anh niên đang ở đây nè, ô nữ. Hello bạn nữ, là quen được không? Ui phòng này không có ai đó. Ừ, phòng này có một mình con nữ rồi vô mới công nó la thôi các mình. Ôi phòng này cũng không có ai luôn. Ui vậy đi đâu hết rồi? Có ai rồi, vậy mình qua phòng khác đi. Đi xuống tầng hầm đi, đi xuống tầng hầm đi. Ông này ông không ngủ rồi, ông đứng đây hoài luôn nè. À đứng hoài đứng này làm gì không biết nữa. Mày ông ăn trộm hả, vậy ông đứng đây hoài. Ô đây ngoài này có hành lang này lên lầu nữa coi. Ủa sao có thui vậy, đi đâu không? Ủa, đi mình đang trên nóc luôn. Bây giờ đáng lẽ là đi ngủ rồi đó, mới rốt cuộc nó nói mình là cố gắng sống sót đậu phòng. Ủa thằng nào vậy? Ui cái gì vậy? Ui nó biến mất đâu vậy? Cô Hảo vậy ta. Ui Ba Mi nó biến mất đâu vậy? Cái thằng nghĩ đi mà nó hú hồn. Vai bây giờ con biết đi đâu luôn á, tự nhiên hồi nãy nó ắt thận ắt hiện cái con biết đường đâu mà lần luôn. Hiện nay nó hiện lên cái tâm mất kêu. Ủa nó đâu ta? Ê Ba Mi, Ba Mi cứu cả Ba Mi ơi, chạy đó kìa, chạy đi kia, chạy đi kìa. Mình quá nó không vô cổng được rồi. Hú hồn đau tim vãi chưởng luôn. Ôi thằng quỷ đó là thằng Sô đâu quá mọi người, mình nhớ luôn mà. Chạy chết bây giờ. Ô thì thôi nó tắt hiện có khi nào đó là ma không? Tao cũng không biết nữa. Ok chúng ta đã sống sót qua khỏi ban đêm rồi, tôi nghĩ cách tốt nhất bây giờ là chôn nên thoát khỏi chỗ này thôi. Đi câu về. Đẹp. Đi về. Trời ơi, đừng nhảy. Đi vô chỗ này chết chắc. Trời ơi, gài ghê chứ, hôm nay có khách sạn ghê ba. Ủa? Cái tour du lịch này là tour nào vậy? Tao với mày phải cặt mặt cái tour du lịch này ra, cái hãng này ra. Tôi kịp đi chơi vô, trời đất ơi, nguyên cái màn nó kéo luôn rồi, trời đất ơi. Cái hàng cái thang máy của mày bên kia là thang máy bị ma ám, hồi nãy tao đi thang máy đó tao bị mém nó tao ra không được luôn á. Trời cái này giống bên thang máy mà đi xuyên không gian vậy ba. Ủa ra được rồi nè, trời đất ơi. Được rồi đây rồi nè. Úi. Chơi đi chơi. Ai khóa cửa kìa. Trời chứ kỳ. Luôn rồi. Ủa cái song sắt giống mình ở tù vậy ba. Thì nó đó giống như đứa nào khóa nè. Ê mày ở đêm mà khách sạn. Holy shit. Quỷ condo nè. Dịch đi ngang mũi. Nói chung là thằng Hướng Như Bị nó nói là muốn mà nói chung là cái khách sạn này được xây dựng trên cái ngôi mộ. À thằng này chết rồi. Thì ra là vậy, hèn gì mắt nó máu không. Ôi ơi ghê được chứ. Nói chung là nó sẽ cho mình sống nhưng mà với một điều kiện. Điều kiện gì nói đi. Chúng tôi sẽ giúp bạn. Để xíu ba. Bạn phải đi chơi, ô vải. Bạn phải phá hủy khách sạn này. Đúng rồi. Nhưng mà chúng tôi phải làm điều đó như thế nào? How to do? Ở dưới cái tầng hầm của cái khách sạn này nó sẽ có tổng cộng là 4 cái cột. Bạn phải phá hủy nó để mà sập cái tòa nhà này. Ồ, thuyết âm mưu. Ghê thật chứ. Ê mày tính ra vô khách sạn này tới giờ chưa tao. Ôi ma kìa. Ôi cái gì vậy ba, nằm hết rồi. Ôi con má nào mới chạy vòng vòng vậy. Ê kìa mày có thấy gì kỳ kỳ không? Ê con ma. Ủa
ôi nó đi lung tung đây ở cái cột nè, ok mình thấy mỗi cột nè, tao thấy là tao lắm rồi, ok hay quá. Ôi mà nó đi như phim á, là đường đâu mà lần trời, nó đi như gió vậy ba. Ok tao thấy thêm một cái nữa rồi nè, đó còn cái số 2 nữa thôi. Bami cố lên. Ừ tao thấy có cái đồ kích bom mà nè. Đậu không, mày không lo đi tìm chứ bơ mày đi lo. Ủi, ủa cái chỗ này có một cái ốc bi. Mọi người kiếm được nên ta đứng ngay cái cục kích bông ta chờ nha. Ok ok ok, mày đứng đây để tao đi tìm cái cuối cùng cho. Trời đậu phòng cái chỗ này là mày, cái chỗ này là cái chỗ của mày. Thiệt tình. Đó, ok, kích đi bơ mày, kích đi. Ok, kích bông. Yes. À, rồi ok, chạy. À bây giờ à đi nè ba mi, đi nè, qua đây pha để fit, nhanh qua đây chạy ô hấp đi à. Bây giờ chết thì mọi người, ở đây góc nhìn rộng á, nó rất là khó nhìn, rất là khó nhảy nha. Ok tới được rồi, yes tới lên. Wow à, tới lên từ nhìn đã. Ôi vậy là mình với ba mi đã có khả năng là phá hủy được cái khách sạn này rồi. Mình với AI và mọi người đã đặt 4 cái bom rồi, hiện tại mình với AI liên quan tới cái tòa nhà nữa. Ồ trời ơi, sang bằng luôn, ghê thật chứ. Rồi ok, bây giờ mình leo lên, ok ai đi về thôi, ghê quá à. Trời ơi, nó xuất hiện kìa. Ủa nó nói gì đây? Ôi cuối cùng nó cũng có đã thể trở lại cái ngôi mộ của nó rồi. Nếu ngôi mộ của nó lại bị làm phiền một lần nữa thì nó sẽ tìm và giết hết tất cả. Vãi ghê chứ. Nani. Ờ ok, nói chung là mình đã giúp được Zondo đó yên nghỉ rồi đó mọi người. Người ta đang yên nghỉ, tự nhiên xây nhà ra đè lên cái mộ của người ta là người ta không yên nghỉ được. Bởi vì người ta mới phá đó mọi người. Ok các bạn, thì mình với Kia sẽ dừng video đây thôi. Thì các bạn thích video này nhớ để lại cho hai đứa mình một like, một share và nhớ subscribe cái channel của hai đứa mình để nhận thêm nhiều video mỗi ngày các bạn nhé. Bye bye mọi người. Bye bye.